này cũng quanh đó nè. Nó không quanh nè. Em đi tận. Thì mẹ lấy phiếu của ai thì mẹ nhớ là chỉ Dạ, ông tha được hai hồ, hai
con bé này đi anh ơi. Rồi. Con đưa từ trái thôi, con đưa từ trái thôi, nó lộn quá. Nè, chú Vân nè, cô đó cô đây con bé nè anh Năm, con bé này đưa phiếu rồi. Ừ, bé đó rồi sau nó ôm gạo nổi. Để nó đi ôm ra lỗ đi con. Rồi cho đứa này trước đi, của con ba phiếu phải không? Dùng cho thằng hai thôi. Con ba phiếu này đi, con cái đi. Dạ ba phiếu. Rồi một, chắc con chắc lại đi, con chắc đi từ từ đi. Chắc qua một bên bên đó kìa, rồi con ôm từ từ. Đúng rồi. Đâu có nào ba phiếu đâu. Đây. Đây. Còn hai chúng gạo nữa Tám ơi. Này. Gạo nữa. Rồi, cứ hai phiếu đi, mình bán hai phần từ từ để có lộn. Dạ dạ. Dạ rồi, ba phiếu luôn. Lấy lại nghe từ từ. Cái này ba phiếu. Ba phiếu không ai để bên này. Rồi, đem bịch nó ủa, chị để nó đi, mấy đây mình gần gần đây sao? Rồi, rồi đủ ba ba phiếu rồi. Rồi, đó. Rồi ba bằng nào rồi, ba bằng đó đi. Rồi, hai phiếu. Em gì trời ơi, ăn lấy đổi đi anh nha. Phiếu không? Chú, để lên rồi tết. Đem bảo bao gạo nước, Tám ơi. Rồi hai phiếu, rồi tiếp nhận hai phiếu nữa ha. Rồi tiếp tục hai phiếu. Rồi cho ngoại cho ngoại chị. Để cái này là cháu kêu bằng bà cô. Con cái chính ở trong mấy. Rồi đứa bao đậu nữa không? Ông này không có được ăn. Ờ vậy để em đỡ giùm bà. Cho vợ đốt cho qua lấy phần nữa đi. Ờ vợ đốt rồi. Thì em kiểm tra có phiếu thì phát à. Rồi. Qua là ngồi qua nhận ngồi mà em ghi trong danh sách thì có mà hôm về kiểm lại kia chưa. Thôi vậy em đi về đi xương. Em có lấy chưa thấy, có lấy đồ chưa? Người ngộ nước chơi là nhận luôn. Có mấy bạn anh đâu? Qua chưa? Chưa chúng mới tới. Hai phần. Không có hai đâu.
tay mừng nó gì vậy? Có nhiêu tiếng tay chua đâu. Ừ, đứa bác ông ơi. Em gái Hậu Phương. À. Ừ. Thì Phương với Hậu Phương. Ừ. Ba bà lên tắm rồi. Em có mấy thảo hai nè. Chủ nhật tôi nghĩ ha, bởi vậy chọn ngày chủ nhật cho lại cho có người ta đi lấy chứ để chị cũng ngon ha, cắm liền bệnh hoài với cũng chết đi các bệnh cũng vậy, còn muốn chết luôn, ho thấy mẹ luôn. Tại bà nhõng nhẽo ổng. Đâu có, Dượng tới chừng bệnh rồi anh cái biết. Có da không đi, khỏi đẩy nhỏ này đi bỏ đi con. Miếng ấy thì quà thì sách đi, quà nhẹ. Lấy gạo đi. Bỏ tôi nghiêng xe bộ hiện. Đúng rồi, bỏ đi luôn đi. Coi nặng vậy mà nó đi bộ, bó tay luôn. Bỏ lên luôn đi. Bỏ lên đi, bỏ lên nó chả được đâu. Gạo lên ngay cho nó chở. Con nghe gì tèo. Dạ, 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 bà hai về, cảm ơn mai dạ, bà hai về đi con, dạ, bà hai con về. Thấy Thảo thôi. Mai ở đây. Đi không? Đi chợ về hả? Vậy nghe anh Mai. Ủa, phần này của ai? Chị Tư sách đi. Gạo bỏ anh thợ số rồi. Bỏ lên đó đẩy cho chị. Dạ, vậy thôi, cảm ơn nhiều nha. Dạ, có gì đâu chị. Ủa, Mai. Ừ, rồi nó cho phiếu đi bắt tắm thôi. Không có gì mà. Anh Hải hỏi em dạy ông đó
trời, nói chung là quý quý là nói chung lúc mình ngập nha. Ừ, đúng rồi, ăn với Thảo nha. Ừ, rồi. Rồi. Sáng thôi con về, sáng dậy tắm bọn mới xong. Vậy đó hả? Rồi. Về là con bắt cỏ. Rồi, rồi. Chúc cho nhiều sức khỏe nha. Chúc nhiều sức khỏe làm việc. Rồi. Rồi. Dạ. Ừ. À vậy đó hả? Mãi vậy cái bỏ rồi vậy cảm ơn Vinh nha. Mày chừng góp với số rồi mày để mày coi men men rồi. Cho Linh mà hả? Đâu có, Linh nó lãnh dụng cho ai á. Lãnh dụng cho mà lẻ. Lẻ nào? Lại con thấy nó không cần thấy nó. À, vậy lại á. Dịch đôi với lại. Ừ, nó cho Vinh Hải 20 bình. Đâu vậy? Sáu qua đi chơi nãy giờ rồi. Mày cứ chạy chạy ra đi, mày không kịp à? Hả? Tao kêu mẹ mày với con bắt nằm giống làm thịt là tao đi. Thì cứ nhận nợ đi phiếu đưa ra cái nhận tiền giả giả. Chị Sáu Khoa, Sáu Khoa mà cô chị Tư Thủy nè. Ừ con. Trai với ai vậy? Ai biết đâu, để gửi lãnh dùm cho người ta, con có biết đâu. Có biết mặt không? Con biết đưa phát quà thôi. Ừ thì con biết đưa phát quà. Con biết mặt không? Biết mặt không biết tên. Con biết thôi. Cũng quá khúc với con chứ gì, không đâu với quà. Có bán trong chợ không Diệu? Có, bán trong chợ không? Chạy xe luôn. Trời ơi, chỗ lắm Sương ơi. Ừ. Vô được. Chạy
chạy thở máy đi, nước cũng xèo à. Dạ. Mốt con tám vô còn chơi. Đó à, lỗ nào chứ Năm? Đi đường nào vậy? Bên nào cũng được trơn á. Cái chừng bác bị té xe hả? Té xe bốn hổm đi kêu. Cái này nước lớn rồi sao qua hết ta? Trăm triệu đó. Lâu quá con mới đi đường sông á chứ.